Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ hôm nay, sau đây là bản tin. Ông Đinh La Thăng xin lỗi nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của Đảng bộ, nhân dân và hy vọng được coi là một người con của thành phố này. Phát biểu sau khi nhận quyết định phân công làm Phó Ban Kinh tế Trung ương sáng ngày 10 tháng 5, ông Đinh La Thăng nói lời cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho ông tình cảm quý mến chân thành. Thời gian được công tác tại đây chỉ 15 tháng, nhưng tôi cảm nhận được sự ủng hộ và tình cảm vô cùng quý báu của các cán bộ lão thành, chính quyền và nhân dân thành phố. Tôi coi đây là tài sản vô giá để luôn trân trọng, nâng niu và giữ gìn trong suốt cuộc đời mình, ông Thăng nói. Đề cập đến kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2010-2015, ông Thăng cho hay đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm của người đứng đầu về những hạn chế, khuyết điểm của tập đoàn. Ông đã tự nhận hình thức kỷ luật trước Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương. Quyết định thi hành kỷ luật của Ban Chấp hành Trung ương đối với tôi là có tình có lý, thể hiện sự đoàn kết, tập trung, thống nhất cao, cũng như tạo điều kiện cho tôi có cơ hội khắc phục khuyết điểm, hạn chế, ông Thăng chia sẻ. Nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, trước Ban Chấp hành Trung ương, tôi đã gửi lời xin lỗi đến Đảng, đến nhân dân, đến đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Hôm nay tôi xin gửi lời xin lỗi đến các đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ và mong luôn được coi như là một người con yêu quý của thành phố này, ông Thăng nói. Ông Thăng khẳng định, trên cương vị công tác mới, ông sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và dù ở bất kỳ nhiệm vụ nào cũng luôn cố gắng đóng góp cho sự phát triển của thành phố, cho hạnh phúc của nhân dân thành phố. Trước đó, ông Đinh La Thăng cũng gửi lời chúc mừng đến ông Nguyễn Thiện Nhân, tân Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Nhân là người trưởng thành từ thành phố, am hiểu sâu sắc và từng trên cương vị Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố. Đồng chí là cán bộ mẫu mực, luôn gương mẫu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xin chúc mừng đồng chí cùng tập thể thường trực, thường vụ Thành ủy phát huy truyền thống, đưa thành phố phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước, ông Thăng nói. Ông Đinh La Thăng cũng có những đóng góp nhất định cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và những cơ quan đơn vị mà ông giữ cương vị lãnh đạo. Nhưng trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên BVN giai đoạn 2009 đến 2011, ông đã mắc những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng. Ông Đinh La Thăng phải nhận kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12. Hơn một năm trên cương vị Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Thăng cũng có những phát ngôn mạnh mẽ và hành động quyết liệt như lập đường dây nóng nghe bức xúc của người dân, doanh nghiệp, yêu cầu công an thành phố Hồ Chí Minh mở chiến dịch trấn áp tội phạm, giải quyết tại chỗ những vấn đề nóng ở địa phương. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh tin tức. Hẹn gặp lại các bạn trong những video khác. Hãy nhớ like và share hoặc subscribe để không bỏ lỡ qua các video nào trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.